lời Chúa dành cho bạn hôm nay, bạn thân mến. Cuộc hành trình đời sống thường đầy những thử thách và không chắc chắn. Nhưng hãy an tâm vì Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta vô số những ví dụ về những người đã tìm được sức mạnh, mục đích và hy vọng trong đức tin vào Thiên Chúa. Hãy suy ngẫm câu chuyện về Noah, người trong bối cảnh của sự ác độc lan rộng và nhiệm vụ khổng lồ của việc xây dựng tàu, đã vẫn trung thành với lời mệnh của Thiên Chúa. Người đã tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa để bảo vệ anh ta và gia đình khi nước lũ rút đi. Thiên Chúa đã đặt cầu vồng trên bầu trời như một dấu hiệu của ước hẹn của Ngài với nhân loại, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả trong những thử thách lớn lao nhất, những lời hứa của Thiên Chúa vẫn tồn tại. Hãy suy ngẫm về sự kiên trì của Thánh Phêrô, người đã đi trên mặt nước với Chúa Giêsu, nhưng khi anh ta nhìn xuống và tập trung vào cơn bão, anh ta bắt đầu chìm xuống. Tuy nhiên, trong lúc sợ hãi, anh ta kêu gọi Chúa Giêsu. Ngay lập tức Chúa đã giúp anh ta. Câu chuyện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng ngay cả khi chúng ta sai lầm, ân sủng của Thiên Chúa vẫn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Trong những lúc bạn có thể cảm thấy không quan trọng hoặc không đủ tư cách, hãy suy ngẫm câu chuyện về David, một người chăn cừu trẻ tuổi đã đánh bại Goliath khổng lồ với một viên đá duy nhất. Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy lòng dũng cảm của David mà còn nhìn thấy trái tim anh ta, và David đã trở thành một trong những vị vua vĩ đại nhất của Israel. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng Thiên Chúa nhìn xa hơn ngoại hình của chúng ta và trang bị chúng ta cho những thử thách mà chúng ta đối mặt. Cuối cùng, hãy tìm sự an ủi trong lời của Isaiah. Đừng sợ hãi, vì ta ở cùng bạn. Đừng bối rối, vì ta là Thiên Chúa của bạn. Ta sẽ củng cố bạn, giúp bạn, giữ bạn bằng tay công chính của ta. Câu này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa là nguồn sức mạnh và hỗ trợ không đổi của chúng ta. Trong hành trình của bạn, hãy tin tưởng vào sự hiện diện và trung thành của Thiên Chúa. Hãy lấy cảm hứng từ những câu chuyện và câu kinh này, biết rằng với Thiên Chúa, bạn có thể vượt qua mọi trở ngại và tìm thấy mục đích ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Amen. Hãy nhập Amen trong phần bình luận và like, share thông điệp này nếu bạn thực sự tin vào Thiên Chúa.